Rơi vãi bình vững thương hiệu Ninja từ Bảo Lân đã đạt được các chứng nhận GOTS Global Organic Textile Standard, tiêu chuẩn chung về dệt may hữu cơ toàn cầu. GOTS đánh giá các sợi hữu cơ được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào nguyên liệu đến thành phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt tính cân bằng về môi trường, xã hội. GRS, tiêu chuẩn tái chế toàn cầu, chứng nhận của bên thứ ba về thành phần tái chế, quy trình sản xuất khép kín, hạn chế hóa chất, phòng đời sản phẩm. Ecotech 100, chứng chỉ toàn cầu bảo đảm các vật liệu thô, các thành phẩm trong ngành công nghiệp dệt may không chứa các chất độc hại. Ngoài ra, chúng tôi còn có các tác truy xuất nguồn gốc cho các sợi vải được cung cấp bởi Bảo Lân. Trong số đó phải kể đến UV Chantech Tag, tác chứng nhận tiêu chuẩn chống tia UV đến 98% cho sợi vải Bamboo BioCell, chống nắng của thương hiệu Ritya từ Bảo Lân, được cấp bởi Viện Nghiên cứu Dệt may Việt Nam. Đây là nỗ lực của Bảo Lân giúp các quý đối tác và khách hàng yên tâm hơn về chất lượng, cũng như có thể tìm hiểu thêm về nguồn gốc của sợi bamboo mà Bảo Lân cung cấp. Về số lượng,